Hey yo, chào tất cả mọi người, mình là MC Goku và hôm nay Goku sẽ đến gặp những nhân vật rất đặc biệt trong ngày hôm nay. Họ là những cá nhân và những nhóm nhạc hoạt động trong giới underground. Đặc biệt hơn nữa thì Goku sẽ đưa các bạn tìm hiểu về một nhóm nhạc rất là đặc biệt. Họ có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới. Nào, các bạn đi cùng mình nha. Let's go. Hello mọi người. Các bạn không thể ngờ được. Vào đây nào. What's up? Yeah. Hello em. Hello. Lâu quá mới gặp. Dạ, yeah, khỏe chứ. Yo, what's up? Xin chào tất cả mọi người. Mình là MC Goku và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại Ngư Ngố Hao. Và đây là một cái store của một bạn B-boy. Yo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Hoàng Đình Quýt. Tức là mình chỉ là những người đam mê và mình chơi hip hop. Đến giờ mình vẫn chơi hip hop. Thì tất cả công việc xung quanh mình thì hiện tại đều liên quan tới hip hop. Thế cái bộ môn này có dễ tập không ạ? Không phải là dễ hay khó, mà quan trọng là mình có đủ đam mê, đủ thích thú để theo hay không. Wow. Goku Duty ở đây đều là tuổi trẻ. Chúc mấy bạn hôm nay được là vui vẻ. Tôi rap có chỗ giỏi thì cũng có chỗ hay. Nếu mà đổ hay thì mấy bạn cứ phổ tay. Được lắm. Mình tên là Nguyễn Thanh Tài và hiện tại mình đang làm rapper. Bạn chơi rap được bao lâu rồi nhỉ? Tính tới nay thì mình đã hoạt động được 3 năm. Thì nó có cái gì khó khăn trên con đường sự nghiệp của bạn không? Khó chẳng hạn như kinh tế nè. Nên thành ra mình cũng cố gắng giữa công việc đi kiếm tiền với cái nghề rapper này. Có khi nào bạn đang rap rồi ở nhà tự nhiên cái mẹ ra chửi, ủa đang làm gì vậy? Gia đình mình không ủng hộ mình về cái này nhưng cũng không có cấm mình. Xin chào bạn. Oh, hello homie. Ok. Hello wow. Em. Nhà sĩ hiệu mình là Rio, thì nó là một nghệ sĩ lang thang thôi. Thế bạn có thần tượng ở trong nước và ngoài nước là những ban nhạc nào mà bạn đang thần tượng không? Avenged Sevenfold và Queen có một thần tượng rất là đặc biệt với mình và có rất nhiều cái học thuật thâm sâu trong cái hòa nhạc của Freddie Mercury và nhóm Queen. Quá cool. Yeah. Beatbox thì nó có thể nuôi sống được em không? Thêm em nghĩ như thế nào? Dạ, beatbox thì không thể nuôi sống được. Tại vì đó chỉ là em chơi hay đam mê. Xin chào, mình tên là Quả, mình sinh năm 95. Gần đây thì band của mình có những cái khó khăn gì không? Dĩ nhiên là rock ở Việt Nam hiện bây giờ vẫn chưa gọi là phát triển nhất. Đa số những band rock bây giờ mới thành lập và đang hoạt động đều phải tự bỏ tiền đầu tư vào nhạc cụ, đầu tư vào phòng tập. Hai em bao nhiêu tuổi rồi? Em là 18 tuổi. Cho anh hỏi thì tụi em đã chơi DJ được bao lâu rồi nhỉ? Từ năm lớp 7 bắt đầu mò mẫm, còn bắt đầu chơi chuyên nghiệp thì về 2 năm trở lại đây. Ok, bây giờ anh sẽ có một mini game nho nhỏ. Đây là một thử thách dành cho bạn. Bạn sẽ đoán tên bài hát và đoán tên ai là người trình bày bài hát đó. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Bắt đầu nha. Mình sẽ mở bài hát đầu tiên cho bạn nghe. Bài này mình nghe rồi mà không thể nhớ được tên. Ok, bài này bỏ qua. Ok. Em không biết bài này. Bài tiếp theo đâu mà. Ok. Bốn người đó không lẽ không ai đoán được. Bohemian Rhapsody. Bài này nghe hàng đêm mà. Bohemian Rhapsody. Em không nhớ tên bài hát này. Ok. Ok, nghe bài rap vui vui luôn, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát tiếp theo nha. We are the champion. Yeah, xin chúc mừng bạn, đó là We are champion. Và bạn biết nhóm nào hát bài này không nhỉ? Nhóm Queen luôn. Này sẽ khó không? Ok, bắt đầu. Bùm bùm ching, bùm bùm ching. We will rock you. Ok. Mình đoán bài này là bài We Will Rock You. Queen. Yeah, We Will Rock You. Nhóm nhạc rock tên là Queen. Wow, chính xác luôn. We Will Rocking. We Will Rocking. Bài này thì quen rồi. We Will Rock You. Queen trình bày đúng không ạ?
là bài We Will Rock You. Chắc chắn We Will Rock You rồi. Lần đầu tiên được nghe nhóm Queen, tự nhiên thấy giống như công thứ gì đó rất là kỳ lạ. Nó ma quái nhưng mà nó vẫn quyến rũ và tinh tế. Không thể ngủ được trong mấy ngày vì không nhớ, không tìm được tên bài hát đó. Nhạc của họ rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời. Queen thật sự nó có một cái sức ảnh hưởng rất là lớn đối với mình khi cái bài We Will Rock You và bài We Are The Champions đã giúp cho mình vượt qua những cái nỗi gò bó trong cuộc sống của mình. Đây là một bộ phim Bohemian Rhapsody sẽ được công chiếu vào ngày 2 tháng 11, nói về những quá trình khó khăn đầy gian khổ của nhóm Queen.